Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hiện tại bây giờ đây Ngọc đang có mặt ở nhà bạn của Ngọc. Hai mẹ con chạy từ khách sạn qua tới đây thì cỡ khoảng 30 phút lái xe. Sáng ngày nguyên một ngày hôm nay Ngọc sẽ đi chơi với bạn của Ngọc, tại vì út của Chay đi làm các bạn. Đi làm tới 8-9 giờ tối mới về. Nên là nguyên một ngày hôm nay Ngọc với bạn Ngọc sẽ khám phá Florida như thế nào. Thì Ngọc chạy xe qua xe cái xe mướn ở Florida này các bạn. Qua tới nhà nó thì Ngọc có nhã ý là Ngọc muốn review cái nhà của nó để cho tất cả mọi người cùng xem thử coi là nhà ở bên Florida như thế nào. Ngọc đã hỏi ý kiến của nó rồi, nó nói ok. Thì bây giờ Ngọc sẽ review cái nhà ở Florida cho tất cả mọi người cùng xem nha. Trước hết đây nè mọi người, đây là đường xá. Thì thực sự là cái điểm đặc trưng của Florida là cây xoài và cây dừa. Một cây dừa đây cao và một cây dừa thấp, hai cây dừa đứng kế bên nhau để coi ai mọc nhanh hơn, cao hơn, thì cuối cùng cây dừa bên trái đã chiến thắng, nhiều trái hơn và cao hơn cây dừa kia lên không nổi. Không nói cho vui vậy chứ đây là đường xá trước sửa cửa sân nhà của bạn Ngọc. Đây trước nhà nó cũng có một cây dừa đó, bên đây là toàn dừa không à. Rồi đây là căn nhà này các bạn. Cái Ngọc nghĩ cái sân này là cái sân chung nè. Đó, nhưng mà Ngọc nghĩ bên cái sân này là của người ta, nhà bên này, còn cái này là chỉ của mình bên này thôi. Đây Ngọc sẽ từ từ tiến vào căn nhà cho tất cả mọi người cùng xem nha. Thì đây là cái garage để được đậu xe nè. Mở cái này lên thì chiếc xe mình chạy vô. Đây sẽ là cái đằng trước của căn nhà. Đằng trước căn nhà thì nó cũng không làm gì nhiều. Trồng ô oh, cái bông này giống Việt Nam mình có nè. Vậy hả? Cái này có hoa hơn đúng không? À. Nhưng mà mày thấy cái bông này giống bông Việt Nam không? Thì Việt Nam nè, cái bông này cũng Việt Nam đó nè. Phải không? Ừ. Bông này bông gì ta? Đây, nhiều bút lắm đó. Ừ. Đó. Bây giờ Ngọc sẽ đi qua. Ngọc vô hái gì đi. Bạn Ngọc thì nó ngại, nó cũng không có luôn. Trời ơi, cô cho con gì vậy? Con có cảm ơn cô chưa? Không ăn. Đây. Đây là mới vừa bước vô đây là phòng khách. Phòng khách đơn giản, cha có ông thần tài ông thổ địa nè. Cái này là nó thỉnh chứ không ai á. Cái này gọi là cái single house. Là cái nhà riêng á hả Thùy hả? Nhà nhỏ cho con người thôi. Ừ. Đó đây là cái phòng khách. Cái nhà này có bao nhiêu phòng Thùy? Nhà này có 3 phòng, vô chiếu đi, có phòng kia chưa dọn đồ hay gì. Không sao đâu, trời ơi cái này thực tế mà. Đây là cái nhà bếp này các bạn. Rồi qua bên đây là có một cái phòng ăn. Okay. Và tới đây, ủa nhà có nuôi chó nữa hả? Có, gà xanh. Wow. Gà xanh xong rồi. Cái này là gì đây? Phòng. À, cái này đúng rồi, cái này là garage phải không? Okay. Ủa đi ra sao phải mang cái đồ dài vậy hả? Ừ, tao sợ đi ra sau á. Trời ơi, ủa có sâu hả? Đây là có cái máy giặt, máy đồ nè. Wow, có cái sân sau rộng dữ. Ở đây nè. Barbecue, nướng barbecue nè. Rồi cái này mà mùa hè mà trồng vàng mướp vàng đồ nữa nè. Bữa mướp đó, cái bầu á. Mà không ai chăm sóc. Ờ đây nè. Wow, có cái sân này có lý ha. Nè, nhảy nè. Chó nè. Các bạn. Đây. Chà, sân sau này có lý, để coi sân sau có cái cây gì mà ngoài đây nha. Nè, có cây gì quay cây cà nè. À, đúng rồi đây. Cà chua. Chua đây. Rồi đây có cây xoài. Ở đây ta trồng trồng xoài nhiều quá hả? Ừ. Trời đất ơi, có một vàng đu đủ binh thiên nè. Wow, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây, 10 cây đu đủ luôn. Wow. Đã dữ. Ui, cái này quá địch. Ê, có khi nào mày ra đây mày hái đu đủ ăn rồi hả? Ừ, ăn nhiều lắm rồi. Hàng xóm ăn bữa nào bớt cái đó. Ủa, cho hàng xóm luôn hả? Đó, người ta đứng kia, người ta dán lên người ta hái. Ừ. Chứ để đi rộng có ai ăn. Trời ơi, có chuối nè. Chuối nè. Có khi nào chặt bùn chuối cho ăn chưa? À, có. Có luôn hả? À? Ôi đã vậy. Ờ à, chuối. Còn cái này là gì đây? Cà chua. Ờ à, này cũng cà chua luôn. Trong có cây thơm. Cây thơm đâu? Ồ, oh, ở trong này có cây thơm luôn. Ở à, đây là cây ớt nè phải không? Ớt. Trời ơi, Florida đã quá. Còn đây là có nhiều khoai tây ở dưới lắm á, bữa ăn hết nọc rồi. Phải không? Bây giờ cào lên là có khoai tây hả? Ừ, thử coi. Thử cái cào có khoai tây không? Đã rồi ta. Rồi đây là cũng thơm luôn nè.
Ủa strawberry hả? Thiệt thiệt không? À là dâu á, dâu tây á. Còn cái này là gì? Dưa lưới à, có dưa lưới. Làm sao cái này, cái này làm sao chỗ nào đó mày chỉ thôi, tao thử đào coi. Mới vòng vòng đây nè. Vòng vòng nào? Cái chân có nói là có chỗ nào? Thì vòng vòng cái chân ngầm đâu đây nè. Đây hả? Ừ. Nó héo rồi nó có rồi. Trời đất ơi. Và cái này là khoai lang hả? Đâu, khoai tây. À khoai tây hả? Còn nào vậy tôi chưa? Tôi chưa. Không đâu, cái cỏ có sao đâu. Ui, có chưa? Oh, wow. Cái cây kia cũng có. Có rồi nè. Ê, vậy mình cầm cái cây này mình nắm lôi lên luôn chứ. Oh. À, nó đòi mang dép chứ đâu chịu đi trên sông. Trời ơi, khoai tây nè mọi người ơi. Rồi, sẵn rồi. Nhưng mà cái củ này đúng đúng hay là còn nhỏ? À, để lâu một chút nữa cũng được. Nó vậy cũng được. Rồi. Ừ, đem vô nhà. Wow. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời Ngọc được bới khoai tây luôn. Cái gì con? Ờ. Măng. Rồi qua tới đây là cái này giống cây bạc hà vậy? Bạc hà nè. Trời ơi. Cái này tỏi nè, bắt trước trên mạng làm á. Trồng thử không? À. Tỏi lên đó. Wow. Rồi cái này là húng quế nè. Ừ, húng quế. Ồ, còn cái này gì đây? Cái này giống gì đấy? À, rau mùng tơi luôn. À, trời ơi đã quá à. Mọi người bên đó chắc đang tưới rau tưới đồ. Trời ơi mùng tơi dưới đây nữa nè. Lúc trước bầu nó hồng hồng hồng. Sao mày, ủa cái này là vàng bầu á hả? Ừ, ngoài giờ không ai. Ê, sao mày không trồng cái gì đó xà lách đâu? Có. Mà không ai chăm sóc cái đó là phải chăm sóc kỹ á. Cái này cũng mùng tơi luôn. Không, cái đó là đậu đũa. Trời ơi có trồng đậu đũa luôn trời. Trời này là hành nè. Trời ơi, rồi thôi xong rồi khỏi đi chợ. Chanh nè. Trời ơi, nguyên cây chanh luôn. Mày thường thường ngày mà bao nhiêu tháng nữa chanh này mới ra đây? Chắc 3 tháng nữa hè mới ra. Ờ. Trời ơi cái vườn rau ha. Cái vườn không, đâu? Gì cái cốc nãy giờ đâu thấy đâu. Cái vườn rau này mà nếu như mà có người tu bổ là khỏi đi chợ luôn á. Trời ơi cây cốc hả? Wow, trời ơi bơ. Trời ơi coi kìa. Mà thí dụ như nó ấy chứ. Nó có bự lên không mày? Chút hái. À, mày có ra mày hái ăn chưa? Ăn được 4 trái. Ăn được 4 trái hả? Trời ơi coi nè các bạn coi đu đủ rụng nè. Ủa sao trái này xanh lè mà rụng vậy kỳ vậy? Lý do sao mà em xanh lại? Trời ơi, cái này mà đi làm. Trời ơi, cái này trái này rụng mà còn ngon ngon lành luôn nè. Thì nè, cái này mà làm mà đu đủ vào đồ này kia làm gỏi đồ có lý lắm luôn á. Rồi, đó, sơ sơ xương xương cái khu vườn ở Florida. Bây giờ đi vô bên trong mà quay cái căn nhà một chút cho mọi người cùng xem. Rồi, bây giờ Ngọc vô lại trong này cho tất cả mọi người cùng xem cái nhà. Ở đây là tham để chế tủ để đồ bình thường thôi, đồ ăn. Còn qua tới đây là nhà tắm. Đó. À, tới đây là này gì đây? À, tủ đựng nói chung là giường chiếu đồ này kia. Đây một cái phòng. Ủa phòng này khóa cửa hả thầy? Không, nhà phòng đó khóa cửa. Phòng này chắc đựng tiền không trong đó phá. Phòng kia đồ. Phòng kia phòng này thì cũng đồ đạc không mà nên Ngọc sẽ cũng không quay kỹ. Quay phòng này thì à có phòng này nè. Đó. Đơn giản thôi à. Ừ. Ba phòng ở. Ừ. Trời, con có thấy chó không? Ừ. Nhảy xuống. Đó sơ sơ một cái căn nhà như vậy. Thùy có biết giá của một căn nhà như vậy là bao nhiêu cho Ngọc biết được không? 250 mấy ngàn đô thì lúc đó mua năm trước thì khoảng 147 ngàn. À đây đây. Ra đây là có cây lan nè. Mấy chậu lan với lại nha đam. Có khi nào ra chặt nha đam uống chưa ạ? Có. Trời đất ơi thôi.
nhà kiểu này là qua Florida này ở tiết kiệm nè. Không tốn. Dài bữa nó là cây xoài đó, hay là full hết, muốn ăn cây nào qua hái ăn thôi. Vậy hả? Ừ. Nó nói dài bữa là cây xoài này là mốt mốt là có trái là ngọt không mày? Ê, có dừa, dừa có khi nào nó rụng không? Không có rụng, để lớn chút nữa là giờ ta lại hái á. À, chi vậy? Để nó rụng lên đầu. À, là phải kiếm người lại hái dừa. Nếu mà nó rụng lên đầu của người đi bộ là mình bị phạt. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, các bạn thấy không? Mà sao nhà ai cũng có dừa hả? Ủa, đằng kia là giống như cái cây này, cây xương rồng nè. Wow. Hả? Hồi nãy tao từ ở ngoài tao chạy vô là tao đi dạo rồi đó. Nó hỏi Ngọc muốn đi dạo vòng vòng cái shop này không, mà từ ở ngoài Ngọc chạy vô là Ngọc đã thấy rồi. Đây, cái cây này cũng y như cây Việt Nam mình luôn nè. Đó các bạn ơi, sơ sơ một nét cái căn nhà như vậy. Cách đây mua 5 năm là 140 mấy ngàn, bây giờ đã lên 250 mấy ngàn, có nghĩa là gần 6 tỷ đồng tiền Việt Nam để có một cái căn nhà có 3 phòng ngủ ở cái khu vực địa điểm này ở Florida, tất cả mọi thứ. Đó. Thì Ngọc xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì bây giờ Ngọc sẽ tiếp tục đi chơi và quay tất cả những cái gì mà Ngọc được trải nghiệm trong ngày hôm nay giờ cho mọi người xem nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo của gia đình. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha.